Vâng, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay tôi ghi hình clip này ở nhà chú Nhàn. Hôm nay chú ấy sẽ đưa cái cổng làng giả cổ kia để trồng cây cảnh. Chú sẽ đưa lên cái bể này và cẩu lên cái vị trí kia. Thì tôi sẽ ghi lại cái quá trình để cho chúng ta xem cái cổng được đưa lên bể và sẽ xem kết quả đến lúc cẩu xong nó sẽ như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nhé.
Vâng, vậy là cái cổng giả cổ tiểu cảnh của chú Nhàn đã được kê đặt thành công. Khi mà lên trên chậu nhìn rất là đẹp và hùng vĩ, bề thế. Chúng ta cùng đến xem chi tiết nhé. Chú Nhàn là một lão nông chơi cây, nhưng mà chú cũng rất khéo tay, tạo nên được những cái sản phẩm về chậu, về tiểu cảnh. Chú hồi tưởng lại những cái cổng làng của làng chú và chú đưa lên tác phẩm này. Chú làm cái tác phẩm này mất một tháng trời mới xong. Về đường nét thì rất đẹp, độ phẳng, độ cân đối, mịn màng và những đường nét cắt gọt tuy rằng rất nhỏ nhưng mà lại đẹp. Trong clip trước tôi đã ghi hình rồi, hôm nay tôi ghi hình cho chúng ta xem quá trình lên trên bể như thế nào. Rất nhỏ, đường nghe cắt tỉa rất nhỏ. Hai cổng này loe kiểu cánh gà nhé. Nếu chúng ta nhìn đây thì chúng ta thấy cũng khá đặc biệt. Đây là góc nhọn nhưng rất phẳng nhé. Giá tí tám cho đẹp bảo gì. Bảo luôn cho cậu bỏ mai giá tí tám luôn. Vâng, rất đẹp. Chú Nhàn lên trèo lên đấy, chúng ta có thể so sánh nhá. Kích thước dài 1m7, cao 1m05 . Vâng, tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào quý vị khán giả, hẹn gặp lại trong những clip sau. Xin chân thành cảm ơn.